Cho em thêm cho chỗ này, khi cô gái bằng tiếng Anh thì tự tin hơn. Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Thấy thằng cha này ngộ ngộ, tay không ra tay, ta không ra ta. Vậy lúc đó Eric thấy Uyên xấu như vậy thì Eric cảm nghĩ sao? Thấy hết hồn không? Muốn đi luôn. Cái mấy anh ơi, giờ nói lại lần nữa đi. Cái ông nói bây giờ có lấy cái nhẫn không? Không lấy nhẫn là anh đấm vô mặt cho cái bây giờ. Trời ơi. Và để mở đầu cho chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên để xem họ mang đến câu chuyện gì đến cho chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Em là người nước ngoài đúng không? Đúng, dạ đúng. Dạ. Ủa sao chị hay vậy? Ủa nhưng mà sao chị nhìn sao mà chị biết là người nước ngoài vậy? Tại vì cái nét của em á, nó cũng không có giống Việt Nam. Nhưng mà cũng không có hẳn. Tức là hiện giờ là thực sự là không có biết là cái nguồn gốc thôi. Nhưng mà sao bạn lại nói được tiếng Việt? Em sống ở Việt Nam 6 năm rồi. 6 năm? Dạ. Yeah. 2 năm ở Hà Nội, 4 năm ở Sài Gòn. Và em là người Mỹ, là Nhật. Vậy là chị hay ha. Ảnh là gốc Đức á chị, chứ không phải là gốc Mỹ. Châu Âu. Trời ơi, hay quá. Ủa gì ba mẹ là người? Ba là người gốc Đức nhưng mà sống ở Mỹ, còn mẹ là người Nhật. Rồi bây giờ Hân Hạnh chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Eric Bielefeld. Năm nay em 41 tuổi và em làm kỹ sư máy tính cho công ty Mỹ. Còn em? Dạ em tên là Nguyên, em 35 tuổi. Em là nội trợ. Tụi em kết hôn được bao nhiêu lâu rồi? Dạ tụi em kết hôn vào ngày 1 tháng 1 năm 2011. Người đàn này được 8 năm. Dạ, 8 năm hơn. Như vậy á, đây sẽ là một trong những cặp vợ chồng mà giống như chương trình đã nói với quý vị khán giả. Có nghĩa là mình sẽ có những cặp vợ chồng mặc dù họ vượt trên cái 5 năm. Nhưng mà thứ nhất là cái cuộc sống của họ tương đối là đặc biệt. Có nhiều những câu chuyện thú vị để chúng ta có thể chia sẻ. Từ đó chúng ta lấy những cái kinh nghiệm cho cái cuộc sống tương lai của những cặp vợ chồng son mới về ở với nhau. Thành ra là chương trình rất là vui đó, rất là vui khi mà tụi em có mặt ở đây đó. Hai bạn là đã có baby chưa? Dạ em có hai cháu gái, một đứa 6 tuổi, một đứa 4 tuổi. Hai bé đều rất là quậy. ở bên kia hay về đây với tụi em? Dạ về đây luôn ạ. Tụi em hiện tại đang sống ở Việt Nam được 14 tháng rồi. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình. Eric với Nguyên có thể cho anh biết là hai bạn quen nhau từ khi nào và cái mối tình của các bạn nảy nở ra sao? Em và Nguyên gặp nhau lần đầu tiên ở đám cưới của chị gái của Nguyên. Và lúc đó khi em vào tiệc cưới, em lên cầu thang và thấy một cô gái rất đẹp, tóc xoăn, mặc áo đầm đẹp. Khi em giới thiệu với Nguyên, em mới biết Nguyên nói tiếng Anh rất giỏi. Thì em được nói chuyện thoải mái với cô ấy. Cho em thêm cho chỗ này, khi cô gái bằng tiếng Anh thì tự tin hơn. Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Thế còn Nguyên, lần đầu tiên em gặp anh ấy thì em có ấn tượng gì về anh không? Dạ thì đầu tiên em gặp anh này em ấn tượng giống như chị Hồng Vân nói vậy. Thấy thằng cha này ngộ ngộ, tay không ra tay, ta không ra ta. Dạ nhưng mà lúc đó thì tại vì đám cưới Việt Nam anh chị biết rồi đó, cũng 600 khách thì mình cũng không có để ý là từng người khách như thế nào. Thì không có ấn tượng. Ảnh để em từ lúc đó thì đến cái lần thứ hai gặp lại là ở đám cưới của cái người bạn, cũng bạn chung luôn. Thì ảnh, dạ đúng rồi, ảnh ngồi ảnh canh me sẵn. Đó là xin để được ngồi kế bên em. Xong thì ngồi nói chuyện với em thì khi mà ảnh nói chuyện á, ảnh rất là thông minh ở chỗ là ảnh không có hỏi gì về cá nhân của em hết. Ảnh chỉ toàn hỏi về công việc thôi. Lúc đó em đang làm cho công ty quảng cáo. Thì em cảm thấy, ông này chắc khách hàng tiềm năng gì đây, sao quan tâm dữ vậy. Xong cái ảnh mới hỏi xin em cái name card. Thì em nghĩ, hồi chắc được thôi mình tặng đi. Thì khi mà em đưa ảnh xong rồi á, ảnh cất cho túi kỹ rồi nha. Cái mới nói, thật ra là anh không có quan tâm đến quảng cáo, anh chỉ muốn làm quen với em xin số điện thoại thôi. Trời, lúc đó em muốn giật cái card lại cái đâu mà hết đường ra, không hẳn. Em đeo đuổi bạn này lâu không? Sau khi hai đám cưới đó, em và Nguyên gặp nhau mấy lần. Nhưng mà Nguyên bình thường đến trễ hoặc là huy hẹn luôn. Và em thấy rất là bực mình, không biết tại sao. Thì em nói chuyện với một bà thần và anh ấy nói chắc là Nguyên có bạn trai rồi. Và đây là lý do không gặp
em được. Tại vì lúc đó em làm cho công ty quảng cáo thì cái tuổi trẻ mình rất là sung sức, thì công việc nhiều lắm. Em hẹn anh, ví dụ như hẹn 6 giờ đi, cái khoảng 5 rưỡi em gọi, nói anh ơi chết em tới không được, em kẹt họp. Bây giờ anh ráng đợi tới 7 rưỡi đi. Cái 7 rưỡi em gọi, nói thôi chắc em đi không được luôn, anh về giùm em. Đó, cứ lặp đi lặp lại mà không phải em muốn, mà tại vì công việc của em thôi. Sau đó thì tụi em không có liên hệ một thời gian rất là dài. Thì vô tình ảnh mới quen được một cái cô bạn làm chung công ty với em luôn. Cái anh mới kể là quen nhỏ đó mà nó chảnh quá, chắc nó có bồ nó này nọ. Thì cô đó, cô nói không, nhỏ nó ế nhăn răng đó chứ. Nó còn ngồi cho công ty nó làm, tao chắc chắn là giờ chắc là nó còn làm tới sáng hôm sau đó. Thì anh mới biết thật sự là em bận thì dạ. Thì bẵng đến gần Noel năm đó đó, thì em cuối năm thì em phải nhắn tin chúc mừng Noel cho khách hàng. Cái em lười, em mướn nhỏ em họ của em cho nó 50 ngàn, nó giờ tao soạn sẵn tin nhắn, mày nhắn hết vô khách hàng của tao giùm nha. Chỉ cần nhắn y chang vậy thôi. Thì nhắn theo group mà cái vô tình cái dính cái tên ông này vô, cái ổng tưởng đâu là em nhắn cho ổng, ổng trả lời quá trời luôn. Cái em thấy ổng trả lời thì em không biết là em nhắn cho ổng. Em tưởng chùa ông này sao chung tình quá, bị mình xù độ cả 6-7 tháng nay mà vẫn như vậy. Cái em mới quyết định là gặp lại, và kể từ đó là hai đứa gặp lại thường xuyên hơn. Lâu rồi không liên hệ với Nguyên, và khi bắt đầu gặp lại em thấy vui. Và lúc đó khi gặp nhau, đây là lần đầu tiên Nguyên đến trước. Đến trước em. Dạ, bình thường đến trễ. Chuộc lỗi đó, ý như là Nguyên chuộc lỗi với em rồi. Một lần á là ảnh hẹn em đi ăn, thì lúc này em nghĩ là chắc là em muốn thoát ế rồi. Chắc là phải làm sao cho ông này vô trồng thôi, chứ giờ hoài cũng không nói gì hết, kỳ quá. Thì hôm đó cái em mới nói là anh này thì chắc là mê gái, nên gặp em lần đầu tiên là khen em đẹp, em trang điểm, em làm tóc này nọ. Cái lần đó thì em quyết định là đi gặp ảnh á, là em không trang điểm gì hết. Em để mặt mày em dính sơn, tại vì nhà em đang sơn sửa nhà đó. Rồi tóc tai bù xù, rồi em mang dép kẹp. Cố tình làm xấu đó. Dạ em cố tình, không em xấu sẵn anh, nghe là không trang điểm thôi. Cái em đi gặp ảnh, thử xem cái thái độ ảnh như thế nào khi thấy con người thật của em là như vậy. Thì em tới nơi cái em thấy ảnh mới đầu chắc nghĩ là cũng hơi bị dội. Chắc tính chạy, nhưng mà suy nghĩ sao cái cũng ngồi nói chuyện với em. Xong rồi cái hai đứa bắt đầu quen nhau từ hôm đó. Vậy lúc đó Eric thấy Uyên xấu như vậy á, thì Eric cảm nghĩ sao? Thấy hết hồn không? Muốn đi luôn. Mà nếu đi thì mất lịch sự, thì vẫn ở đó nói chuyện. Thật sự là muốn đi luôn đúng không? Thật là em không chỉ muốn gặp phụ nữ đẹp, muốn cô gái đẹp, thông minh, thân thiện, tất cả. Thì nếu một lần không mặc mặc áo đẹp, thì cũng không sao. Không sao. Coi như là ngày hôm đó là tụi em chính thức quen nhau. Dạ đúng rồi, hôm đó anh rủ em đi cái quán cà phê, lúc đó là cà phê bệt, mình ngồi dưới đất anh. Cái ngồi nghe nhạc sống, có ca sĩ hát chay cho mình nghe thì rất là lãng mạn. Cái ngồi cái thò tay nắm cái. Em có giật lại không? Dạ em khoái mà giật lại gì. Trời có nhiêu đó. Trời có nhiêu đó. Bao lâu thì anh cầu hôn? Bao lâu thì Eric mới cầu hôn em? Dạ khoảng chừng đâu một năm rưỡi tụi em quen nhau á. Thì ảnh cầu hôn, mà cái cầu hôn của ảnh rất là đặc biệt. Mà em phải nói là em ngạc nhiên luôn. Đó là ảnh bí mật sắp xếp là tặng cho em 12 đoá hoa hồng trong 12 dịp khác nhau. Thông qua một cái người thân của em. Có nghĩa là mỗi đứa hoa hồng đến á là sẽ có thèm theo một món quà, và một cái người nào đó đưa cho em mà em không biết người đó là ai, và kèm theo một cái lá thư kiểu như rất là bí hiểm, như là sẽ có một cái chiến dịch 12 đoá hoa hồng, và khi mà em nhận đủ 12 đoá hoa hồng sẽ có một cái chuyện gì đó rất lớn xảy ra. Thì em đang làm việc ở công ty, cái đoá hoa hồng đầu tiên đến là có cái anh ở cái quán cà phê Highlands, anh gọi cho em, anh kêu là chị ơi có một cái người nó tặng cho chị ly cà phê và đoá hoa, mời chị xuống nhận. Thì em xuống em nhận lên, em cũng không biết ai, em lọc lên thấy lá thư, thì em về em cũng khai thiệt. Em nói là anh ơi, hôm nay có thằng nào khùng khùng tặng em bông thú quốc. Thì em không biết của ổng, nhưng mà kiểu như là mình thật thà về mình khai thôi. Thì ổng cũng nghe nó chết rồi, cái bông hôi quá, chắc hôm sau đổi đi mua bông chỗ khác. Đến khoảng cái đó hoa thứ 5, thứ 6 thì em biết là của anh này rồi. Đến cái đó hoa thứ 10 là một cái vé máy bay đi Nha Trang, và ngày hôm sau là phải đi liền. Thế là em cũng ngạc nhiên, nhưng mà cũng ham đi chơi. Cái hôm sau gọi điện thoại lên công ty cáo bệnh, đi Nha Trang với anh này. Thì ra tới đó mới biết là ảnh thuê riêng một chiếc thuyền chở tụi em đi lặn. Xong rồi đi lặn về sẽ chở đi ngắm hoàng hôn. Thì sau khi ngắm hoàng hôn xong, cái thuyền chở hẳn em đến một cái bãi biển riêng mà ảnh thuê riêng luôn. Trên bãi biển có bàn ăn,
và có đầu bếp riêng, có người phục vụ riêng và wow, có hoa hồng rải đầy wow, với lại nến khắp nơi luôn. Wow. Thì em nói ông này bị khùng làm gì tự nhiên chơi lớn như vậy. Xong rồi cái ông mới dắt em đi dọc theo bãi biển, đi xa xa để cho cái người đầu bếp họ không nghe mình nói gì đó. Cái tự nhiên ông quỳ sụp xuống. Cái ông cầu hôn với em mà lúc đó em cũng run quá, em cũng không biết ông nói gì mà thấy nói quá trời luôn. Cái ông hỏi em bây giờ là will you marry me? Em không biết ông nói gì đâu, em lùng bùng lỗ tai. Cái em nói nãy giờ anh nói em muốn nghe, anh nói lại từ đầu giùm em đi. Ông cũng nói lại từ đầu, cũng nói thiệt là dài. Xong em cũng lùng bùng lỗ tai, em nghe không được. Cái em nói anh ơi giờ anh nói lại lần nữa đi. Cái ông nói bây giờ có lấy cái nhẫn không? Không lấy nhẫn là anh đấm vô mặt cho cái bây giờ. Trời ơi, trời ơi. Cái đó là bực thiệt đúng không? Eric nói đùa thôi. Thì lúc đó em chìa tay ra liền, thì đem nhẫn vô là xong luôn. Vậy thì là bao lâu tụi em mới cưới nhau? Dạ thì 6 tháng sau tụi em cưới nhau. Em cảm thấy em rất là may mắn. Lúc em lấy chồng á, thực sự là em yêu ảnh, nhưng em không biết là ảnh tốt đến như vậy. Người ta nói lấy chồng là loại tật xấu đó, mà thật ra lấy chồng em là loại cá tốt ra. Đó là ảnh cực kỳ tốt ở cái chỗ là biết chăm con. Giống như em lâu lâu cái em quải giỏi, em đi chơi mấy bữa là ảnh ở nhà chăm hai đứa con luôn á. Dạ. Rồi chị ơi, bây giờ chuẩn bị tới cái phần giặt mặt, giặt mặt bây giờ nhau, vui tật xấu nhau. Bây giờ em nói gì rồi, bây giờ có tật xấu gì của anh đâu nữa mà anh, em kể cho anh nghe. Anh có tật xấu gì không? Ráng dạ, bươn dạ có nhiều lắm, nhiều trời lắm. Ơi có nhiều lắm. Chồng em á thì bê bối, thì em nghĩ đàn ông nào thì đa số đều là bê bối, chắc đây cũng vậy. Trời ơi, bác khẳng định mình luôn à. Không, tại vì em chê chồng em phải chê mé mé nữa chứ không có. Ví dụ như đi tập gym về đi, cái tụt cái quần xuống, cái để cái vòng tròn vậy đất, cái đi ra bước ra và cái bước ra cái đi luôn. Dạ xong cái để đó khi nào em dọn thì thôi. Với lại lâu lâu thì anh cũng có đi nhậu. Mà đi về cái hay bị ói, mà đi mỗi lần đi là đi luôn tới 2-3 giờ sáng, về cái mỗi lần là ói mà rất là sợ. Vừa thấy mặt em mở cửa ra một cái là anh lỡ anh ói rồi anh xin lỗi em. Xong em thấy tội tội thì em tha thôi, nhưng mà anh thấy quá dễ thương, cảm ơn. Thấy em đó rồi. Eric, Quyên có thật xấu gì không? Dạ anh có tuổi già không, bởi vì Quyên có nhiều thật xấu. Em cứ nói đi, em cứ nói đi. Nói đi, đây là cơ hội để em nói đó. Vì Quyên mê ngủ, mê ngủ luôn luôn ngủ trễ. Bình thường em thức dậy trước, sau đó hai con, cuối cùng là Quyên. Đó nghĩa là em thức dậy là em lo cho hai con hết luôn. Và em phải nói với Quyên, vợ ơi, thức dậy đi, hai con phải đi học. Và rồi còn nữa, gì nữa, mê ngủ. Khi Quyên giận, nhìn rất đáng sợ. Giống một người giống như con lion đó, giống như con lion đúng không? Yeah. Có giống không? Giống như bị khùng hả? Và lúc đó em phải chỉ im lặng. Không nói gì, nếu nói Quyên không nghe gì cả. Có đập đồ không? Thỉnh thoảng điện thoại một lần. Một lần điện thoại. Có đập chén không? Đập bát ăn cơm á, có đập không? Chưa. Và nữa là bàn chân Quyên bị nứt nẻ. Giống nhảy nhắm. Dây nhám. Tại mình ở Mỹ da nó khô quá chị. Bên Mỹ chị đi chị biết nó khô hơn ở Việt Nam nhiều. Thì qua bên đó hay bị nứt gót chân. Nhưng mà bây giờ mình đang ở Việt Nam vẫn như vậy. Em bị thiếu chất á. Dạ em cũng nghĩ vậy. Rồi còn gì nữa không Eric? Thế thôi. Nói chung về cũng muốn em nấu cơm cho ăn nên đâu có dám vui tiếp. Eric có muốn vợ Eric thay đổi cái gì không? Dạ em nghĩ em rất may mắn gặp người tốt giống Nguyên. Thì em không muốn thay đổi nhiều. Em chỉ muốn Nguyên tập thể dục một chút nữa để tốt cho sức khỏe. Rồi còn Nguyên không muốn anh thay đổi điều gì? Em nghĩ anh cũng không có cần phải thay đổi gì hết. Nhưng mà chắc là phải tập thể dục nhiều hơn để cho hai vợ chồng khỏe mới có sức đi chơi. Thực ra với vợ chồng của Quyên với lại Eric á, Vân rất muốn chia sẻ với quý vị khán giả, cho tới bây giờ là tụi Vân đã làm chương trình Vợ Chồng Son là được gần 5 năm trời rồi. Tiếp xúc với rất là nhiều những cái cặp đôi. Nhưng mà có một cái điều Vân để ý, Vân thấy gì nè. Tất cả những cặp vợ chồng nào mà những cô gái Việt mà lấy chồng nước ngoài á, khi mà các bạn lên đây tham gia thì Vân đều có một cái cảm nhận là cuộc sống của những người vợ
mà lấy chồng nước ngoài họ rất là viên mãn. Xin cảm ơn vợ chồng Eric và Nguyên đã đến đây với chương trình Vợ Chồng Son. Xin chúc cho hai bạn trăm năm hạnh phúc. Rồi, cảm ơn tụi em. Chào anh chị. Dụng một lúc là cũng chịu rồi. Một lúc gì hẳn hơn 2 tiếng mới chịu. Ừ, bực mình chịu cho rồi. Ông cuối cùng một mạch đến gần sáng luôn. Sáng luôn. Vợ không cho ngủ. Không cho ngủ luôn. Sáng luôn. Không cho ngủ luôn. Vấn đề là dâu ấy ạ. Rất là lười cạo, em không biết tại sao mà anh ấy lại lười cạo đến thế. Dài mà còn hơn cả bố vợ luôn ạ. Rồi, quý vị dành một tràng pháo tay cùng đón chào cặp đôi thứ hai. Xin chào hai em. Dạ, em chào anh chị ạ. Chắc có lẽ là hai em ở Hà Nội mới vào đúng không? Dạ đúng rồi, em ngoài Bắc. Vợ chồng em vào đây được 2 ngày ạ. Đi một quãng đường xa như vậy rồi tham gia chương trình Vợ Chồng Son nữa thì những người làm chương trình như tụi anh rất cảm thấy là hạnh phúc và cảm ơn vợ chồng em. Dạ vâng, vâng, vâng. Mà tụi em tụi ở nơi nào? Vợ chồng em ở Tuyên Quang ạ. Trời ơi, ở Túc Tuyên Quang lận á hả? Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Em chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân ạ. Chào tất cả các quý vị khán giả. Em là Lê Quang Hải, em đến từ Tuyên Quang. Năm nay em 31 tuổi, đang kinh doanh một sạp điện thoại nhỏ nhỏ thôi. Còn và, em? Lời đầu tiên thì cho em xin phép gửi lời chào đến anh Quốc Thuận ạ, đến chị Hồng Vân và toàn thể khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son ạ. Em tên là Nguyễn Huyền Trang, năm nay em 20 tuổi ạ và đến từ Tuyên Quang ạ. Trời, có 20 thôi hả? 31. Một gần một giáp đúng không? Gần một tuổi nữa là con giáp rồi đó. Lần đầu tiên em gặp cô gái này như thế nào? Lần đầu tiên em gặp vợ em thì ấn tượng đầu tiên là vợ em có cái răng khểnh rất là duyên. Lần đầu tiên là em đang làm ở cái cửa hàng mà gần như là đối diện mà lúc đó anh ấy đang chuẩn bị mở ấy. Rồi bằng cách nào mà hai bạn lại quen nhau? Thì em có kinh doanh thêm cái mảng là em in hình miếng dán điện thoại ấy. Hôm đấy là em cũng có chủ động là mình vào các cái Facebook của vợ em comment dạo thôi. Xong rồi vợ em thì bắt đầu in bảo là anh ơi inbox em nhờ chút. Xong vợ em có đặt của em một cái miếng dán in hình. Dần dần là cứ đưa đẩy câu chuyện mà hôm đấy nói chung là nói chuyện cũng lâu lắm. Tiếng không? Bắt đầu từ lúc 2 giờ đến khuya luôn ấy. Thiếp nói khuya luôn ấy. Nói kinh hoàng thế. Nói rất là nhiều đề tài trên trời dưới biển. Đấy là lần đầu tiên ấy mà cảm giác nói chuyện với nhau như kiểu là từ lâu lắm rồi ạ. Lần đầu tiên nói chuyện mà cảm giác là hai đứa rất là hợp nhau ấy. Mà nói kiểu đó chắc nghi chắc đọc truyện cho nghe quá, đọc truyện 1001 đêm đó, đúng không? Đó. Rồi kể từ đó là đến khi mà các em quen nhau á là bao lâu? Đến ngày thứ hai bắt đầu nói chuyện là anh ấy đã bắt đầu đưa đón em rồi. Tức là hai người đi hai xe riêng ấy. Cứ như vậy thì khoảng một tháng sau thì chính thức là tỏ tình với em ạ. Anh tỏ tình kiểu gì? Lãng mạn không? Hay là đặt thẳng vấn đề? Đánh nhanh đánh gọn? Cũng khá là lãng mạn ạ. Anh ấy còn nhắn tin cho em là đi ra cái chỗ quảng trường đi, anh muốn gặp em một lát. Đi đến thì anh ấy ôm một bó hoa hồng rất là lớn và một hộp quà. Đó anh ấy có nói là anh yêu em, làm bạn gái anh nhé. Đó thì em vẫn chưa đồng ý ạ. Nhưng mà lúc ấy cảm giác em sao? Em có bị hụt hẫng không? Có hơi hụt hẫng một chút. Nhưng mà thực ra là mình cũng đã lắm được một phần nào đó tình cảm của đối phương đến mình rồi. Bưng cả một bó hoa, một quà to như thế mà nó không đồng ý mình thì có mơ. Lúc mà em biết tuổi chồng em lớn hơn em vậy thì em nghĩ sao? Nói chung là cũng phải suy nghĩ rất là nhiều đấy ạ. Khi mà đã quyết định mà yêu anh này thì em phải suy nghĩ lâu. Tại vì là đã quyết định yêu thì mình phải gọi là cưới. Tại vì anh ấy cũng khá là nhiều tuổi rồi. Không muốn làm anh ấy mất thời gian dành cho mình. Hỏi ý kiến rất là nhiều người, từ bố mẹ, người thân, bạn bè này. Cô dì, chú bác của em thì đều biết hết anh ý. Vì là cũng gần tuổi ạ. Quen đến lúc cưới là vợ chồng em được 10 tháng. Khi bắt đầu tìm hiểu cô bé này thì em cũng phải hỏi qua mọi người ở nhà để xem là gia đình cô bé này thế nào, tính cách như thế nào. Thì em mới quyết định là đầu tư thời gian rồi. Thời gian ông ngắn quá, ông đầu tư gì ông ơi. Trong gần 10 tháng đó, cổ giận em bao nhiêu lần em còn nhớ không? Giận đúng một lần thôi. Hôm đấy em cũng không hiểu em đang kể chuyện gì nhá. Thì không, tự nhiên cô ấy bảo là phải kể luôn. Em bảo là gặp em mới kể. Theo cô ấy giận luôn. Bảo là anh đang có chuyện này hay lắm, muốn kể với em. Để bao giờ em đi làm về thì gặp em thì anh sẽ kể với em sau. Thì lúc đó em rất là tò mò nữa. Mò mình muốn biết luôn. Bảo anh nói một xíu thôi, nói chủ đề thôi. Để cho em đỡ tò mò đi, anh ấy cũng không nói. Thế là đến lúc anh ấy mới đưa em về thì em lên nhà em giận. Anh ấy bảo chứ, thế bây giờ em xuống cổng đi, anh kể cho.
em giận không xuống. Nếu như mà em mà không xuống ấy, anh sẽ ở đây đợi khi nào em xuống thôi, đến sáng thì thôi. Được khoảng 2-30 phút sau thì em lại thấy anh ấy nổ xe đi về, chó sủa rất là nhiều. Về thì anh ấy nhắn tin cho em, thì em mới hỏi là tại sao anh lại lừa dối em. Anh bảo em là anh đứng ở đấy anh đợi em cơ mà, đợi đến sáng cơ mà. Anh bảo thì lúc đấy điện thoại anh nó hết pin rồi, anh có đứng ở đấy thì em có biết đâu, thì anh phải chạy về nhà sạc điện thoại. Từ trong cái khoảng thời gian mà các bạn quen nhau cho đến cưới đó, hai bạn có hay đi chơi xa không? Có, hôm đấy là đi ăn cưới, ăn cưới một người bạn ở cách nhà khoảng độ hơn 50 cây đấy. Hôm đấy phải vào lấy hết can đảm và xin phép để đi qua đêm đấy. Xin bố mẹ của bạn gái. Đúng rồi, phải đến xin phép ạ. Đêm đó là ngủ ở tại đám cưới. Để cho người ta từ từ ta kể cái gì. Tức là xin thì tức là bảo là đi thì em sẽ ngủ với bạn em. Lúc đó là đi đông lắm chứ không phải là nguyên hai vợ chồng, nhưng mà vẫn đánh lẻ được. Bán lẻ đi đâu? Hôm đấy là lần đầu tiên đấy. Tức là em được có cơ hội gần gũi vợ em đấy. Nó có một chút riêng tư đấy. Cả hai cũng rượu chè một chút vào rồi, trong người cũng có một tí cồn rồi. Mình tự tin hơn, đưa vợ mình ra khách sạn. Cô ấy có chịu không? Dụ một lúc là cũng chịu thôi. Một lúc gì hẳn hơn 2 tiếng mới chịu. Bực mình chịu cho rồi. Ông cuối cùng một mạch là đến gần sáng luôn. Sáng luôn? Vợ không cho ngủ. Không cho ngủ luôn, gần sáng luôn. Không cho ngủ luôn. Lúc đó em có sợ không em? Đấy thì cũng không ạ. Tại vì có ăn dặm ngõ rồi, cũng có các thủ tục rồi ạ. Cũng coi như là vợ rồi, cũng coi như là vợ rồi. Thì là lúc đó mình cũng không sợ lắm. Sau đó bao lâu thì tụi em mới cưới? Từ lúc mà bọn em bắt đầu chính thức là yêu ấy, khoảng một tuần sau là dặm ngõ, 3 tháng sau là ăn hỏi, 3 tháng sau là cưới ạ. Em có em bé chưa ta? Chưa hả? Dạ. Vợ chồng em lúc mà cưới được 6 tháng ấy ạ, cũng rất là mong có em bé rồi. Không may lại là trưởng ngoài ạ. Thật có thai ngoài đúng không? Có thai ngoài. Đến hôm đấy thì cũng không biết là mình có. Tự dưng lại thấy rất là đau bụng. Lúc đó lại còn ở nhà một mình nữa. Không cầm điện thoại ở trên tay mà chỉ cần bước đi thôi là nó rất là đau. Được khoảng 15 phút sau thì chồng em về ạ. Chồng em mới gọi mẹ chồng em về ạ. Hỏi xem đưa em đi khám thì mới biết là bị trưởng ngoài. Mà lại phải phá bỏ đi thì nó rất là đau lòng. Chị biết cái cảm giác đó là tại vì trước bé bí ngô là chị thai ngoài luôn. Đó, cho nên rằng cứ yên tâm. Cái vụ mà thai ngoài là mấy tháng? Được 6 tháng rồi ạ. Khoan vội, tại vì là em phải để cho nó dưỡng cái vòi á. Cái vòi của mình á, nó phải lành hẳn luôn, nó khỏe hẳn luôn. Đó, rồi mình thì mình hãy có chứ đừng có gấp quá. Bác sĩ cũng có dặn đó, ít nhất là phải 6 tháng sau. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với cái phần mà hấp dẫn nhất của chương trình. Đó chính là đại hội vạch mặt nha. Đó. Thôi giờ anh ưu tiên cho em trước đó. Trong một năm qua anh ấy có tật xấu, tật xấu gì? Rất là nhiều tật xấu luôn ạ. Đầu tiên là về ngoại hình đi. Chồng em trước lúc cưới thì cũng rất gì và này nọ đấy ạ. Rất là chỉnh chu. Sau khi cưới xong ấy thì anh ấy bắt đầu lộ ra cái vẻ mặt thật của mình ạ. Đặc biệt là vấn đề là râu ấy ạ. Rất là lười cạo. Em không biết tại sao mà anh ấy lại lười cạo đến thế. Dài mà còn hơn cả bố vợ luôn ạ. Ôi, vậy luôn hả? Sao cái mặt không? Này có râu là không có đẹp nè. Em cũng hay trêu vợ em rồi mà. Mặt anh đẹp trai này mà cạo râu đi bóng bẩy quá ra đường cái nó bắt mất thì sao? Rồi, còn tật xấu gì nữa nè? Rất là lôi thôi ạ. Và rất là bẩn nữa. Quần áo này nọ của anh ấy thì toàn vứt lung tung đấy ạ. Tất ạ, anh ấy rất là mê đá bóng, hay để giày trong phòng ấy. Thế em mỗi lần bước vào phòng thì mình ngửi thấy cái mùi rất là khó chịu. Và nữa là anh ấy còn lười giặt giày nữa. Trời ơi. Còn gì nữa không nào? Còn rất là nhiều đấy ạ. Trước khi cưới thì cũng rất là lãng mạn. Đến ngày sinh nhật này, đến mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10 này, cũng tặng quà rất là đầy đủ. Đến lúc cưới về em mới biết là quà đấy toàn là chị dâu em mua hộ. Mà còn chưa trả tiền luôn ấy ạ. Trời ơi trời. Cũng rất là ham chơi. Chồng em thì nghiện game. Cũng suýt nữa là theo con đường game thủ đấy ạ. Trời. Rồi bây giờ tới em đó. Cô ấy có tật xấu gì không? Vậy em có tật xấu như là ngủ lướng này. Còn cái nữa là vợ em đam mê buôn bán quá, nhưng mà chưa đủ cái chín chắn để nghĩ hết ấy. Mình dùng nhưng mà cảm thấy mọi người thích là mình lại mang về mình bán. Chưa bán hết nhưng mình bị tồn đọng ở đấy. Chiến lược kinh doanh chưa có rõ ràng, chưa có hoạch định rõ ràng. Thi thoảng mà có mấy đám bạn ấy rủ đi nhậu là vợ em khoái đi lắm.
uống rượu là còn đôi khi còn tay đôi với mấy bạn con trai. Wow. Uống rượu luôn hả? Chứ không phải là bia hả? Rượu thì uống được nhưng mà bia thì đặc biệt là không uống được ạ. Rồi uống có xỉn không? Không, xỉn thì về nhà lại vật chồng ra là hành chồng. Hành mấy hiệp? Tùy từng hôm, có đôi hôm đôi ba hiệp. Đôi ba hiệp, có hôm đôi ba hiệp. Tức là em bình thường thì rất là hay đi nhậu với tụi bạn ấy ạ. Có hôm thì các bạn về hết rồi, chỉ còn nguyên em với lại hai bạn nữa thôi ạ. Chủ quán thấy mấy đứa say quá mới gọi cho chồng của hai đứa đến đón. Thì chồng em với chồng bạn ý ngồi bên ngoài uống nước chè, đợi ba đứa bên trong uống rượu xong. Hai ông chồng uống nước chè, đợi mấy bà vợ trong kia uống rượu. Có dễ thương quá. Rồi bây giờ em mong muốn Trang thay đổi điều gì? Vợ em như bây giờ là em thấy khá hoàn hảo. Chỉ một cái điều là em muốn vợ em là chín chắn hơn trong cái suy nghĩ, trong cách buôn bán đó, đúng không? Mình buôn bán bỏ đồng tiền ra rồi, mình phải chín chắn chút vâng. xíu. Thế có muốn nó bỏ cái tật mà uống rượu xong về vật chồng ra không? Không. Tốt. Cái tật thì tốt mà. Tốt. Thôi nhưng mà nè, chừng nào mà đến lúc mà các em chuẩn bị có em bé đó là phải cai rượu nghe. Đúng không? Cái vậy chứ làm sao mà mỗi đêm mỗi uống, lâu lâu thi thoảng thôi. Thế còn em muốn thay, muốn chồng thay đổi gì không? Mong ý thay đổi là để ý đến cái bề ngoài một tí. À, hào hoa phong nhã lên ông ơi. Và mong anh ý bớt ham chơi lại một chút xíu ạ. Em rất là yêu thích cái chương trình này ạ, xem rất là nhiều ở trên YouTube rồi là xem ở trên TV. Thì thấy mọi người cứ nói là ở đây thì cứ cặp nào mà chưa có em bé là sau khi tham gia là sẽ có ngay. Cho nên là rất là mong nhận được lời chúc của anh chị ạ. Đấy. Anh Quốc Thuận chúc cho hai vợ chồng em luôn luôn thấu hiểu nhau, chia sẻ với nhau trong mọi hoàn cảnh, yêu thương nhau. Và đặc biệt 6 tháng sau hai em sẽ đón nhận một tin vui, và qua năm sau nữa các em sẽ đón chào không chỉ là một mà hai thành viên đấy, khỏe mạnh đủ đầy, có trai có gái hoàn hảo ơi, đến với gia đình các em luôn đó. Quá tuyệt vời. Vợ chồng em xin cảm ơn anh. Thay mặt chương trình cảm ơn các em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Từ Tuyên Quang vào trong Sài Gòn rất là xa. Vô nhóm mà ghét ông đó không ưa. Tại cái mặt láo láo rồi cái kiểu Cái trôi lúc cất kiểu cái câu hay nói á, phánh tướng kiểu vậy đó. Là tự nguyện. Hai đứa tự dụ nhau. Đó, đó vậy được rồi. Ở Sài Gòn đúng không? Ở Sài Gòn. Chứ không lẽ ở đâu? Mà buổi sáng không? Không ai làm chuyện đó buổi sáng hết đó bạn. Ngồi trong toilet một lần một tiếng mấy đồng hồ. À, cái đó xấu đó. Mỗi lần ngồi xong đi ra em hỏi ê mày làm như mày thích cái mùi toilet lắm không? Thích ngửi mùi lắm không? Mày mối rồi chiết xuất ra thành dầu thơm cho mày xịt nha. Mà sao kêu mày tao vậy? Ở nhà tụi em hay chọc. Bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng thứ nhất. Hả? Con đi đâu đây? Dạ con chào cô. Ê cô gì cô? Chào bạn. Đi đâu đây? Kêu cô quen rồi. Chào quý vị khán giả. Giờ đi đâu? Giờ vô thấy an tâm thì giờ cũng kêu vợ. Rồi ok vô nha. Nó rần rần vậy. Ui. Vô nhỏ ơi. Trời ơi. Ai vậy? Cô chào cô. Chào cô mình ơi. Chào. Ê không chào cô. Chào cô chị. Rồi mời hai em ngồi. Trời che mặt lên nhục quá. Cưới nhau lâu rồi mà tham gia vợ chồng son. Hôm nay mới thấy được cô dâu Đại Ngọc Trâm. Chương trình này có hai loại son. Dạ. Son là có thể son từ 1 năm, 5 năm. Dạ. Nhưng mà còn cái son nữa là cho dù sống mấy chục năm đi chăng nữa thì hai vợ chồng lúc nào cũng dành cái tình cảm thiệt là son cho đó. Nhau. Son là gì nè? Trâm lúc nào nhìn chồng cũng vậy nè, say đắm á. Kiểu vậy đó, còn chồng lúc nào nhìn vợ cũng đó thèm khát cái kiểu vậy. Dạ, quan nhìn vợ thèm khát lắm coi. Nhìn coi thôi. Có thèm cái gì á chứ. À chưa bao giờ làm vậy hết cô thiệt. Thôi nắm tay cái coi son đó, đó. Nắm tay thì có nắm cô. Tay thì được chứ dạ. Mà kêu nhìn thèm khát thì ghê. Dạ lời nói đầu tiên cho đàng hoàng nha. Đây là nói đầu tiên cho Hoàng Mèo gửi tới quý cô bác anh chị, quý khán giả đang xem đài truyền hình. Lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng. Dạ xin chào
cô Dân. Chị Dân. Đó, dạ anh Thuận nha, anh Thuận. Chị Dân với lại anh Quốc Thuận. Thuận. Đó, nó vậy đó. Và toàn thể quý vị khán giả đang ở trong khán phòng. Mày xả đi Hoàng ơi. Bút. Trời ơi, cô phải nói không được luôn. Mày Hoàng Mẹo như tuổi nè. Dạ. Thôi để giới thiệu được. Nó sinh năm 1979. Bằng tuổi anh Bin. Dạ bằng tuổi với anh Bin. Cũng xin lỗi quý vị khán giả là tại sao mình với Hoàng Mèo cứ gọi nhau trên sóng truyền hình là tôi với bạn mày tao. Thì quý vị khán giả cũng thông cảm giùm. Tại vì hai đứa ở ngoài cũng là cũng khá là thân với nhau. Rồi bây giờ tới em đó Trâm. Lời đầu tiên cho phép Đại Ngọc Trâm gửi đến quý vị khán giả đang xem đài, quý vị khán giả tại trường quay, chị Hồng Vân và anh Bin, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Bây giờ em bao nhiêu tuổi, công việc em là gì? Vui lắm nói tuổi ngại quá. Thôi nhỏ hơn Hoàng Mẹo nhiêu? 4 tuổi. Công việc hiện tại đó là Đại Ngọc Trâm là một người mẹ của hai em bé rất là tuyệt vời. Và công việc chính bây giờ là diễn viên và quản lý cho anh Hoàng Mèo, đúng không? Có đang học đạo diễn nữa cô. Rồi bây giờ nè, anh Bin. Không, thật sự đó giờ mình là biết bạn với Trâm. Dạ em hiểu mà. Cái lần đầu gặp gỡ. Cái lần đầu tiên các bạn gặp gỡ như thế nào? Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bơ vơ. Thôi, đó là lúc anh Lộc còn sống cô cái làm một cô cái... nữa kìa. Khán giả ta nhắc làm một cái kịch thông điệp xanh là nói về chặt phá cây rừng á thì em là đóng vai lâm tặc, rồi xong cái bả được vé vô coi, rồi sau này gặp bả mới nói vậy con. Cái này nhìn bố láo thiệt chứ mà bạn hồi đó là bạn cạo đầu đúng không? Cạo đầu chọc xong rồi để râu ria vậy đó. Kể rồi biết không nhớ gì. Nghe thôi, thôi kể đi, thôi kể đi Trâm. Là vậy, ngày xưa em học trong trường á, em hai diễn viên thì anh Trâm, anh Hữu Lộc á mới vô kiếm đào để diễn tấu hài. Vô nhóm mà ghét ông lắm, không ưa. Tại cái mặt láo láo rồi cái kiểu trôi lúc kiểu cái câu hay nói á, phánh tướng. Kiểu vậy đó. Rồi xong sau này diễn một thời gian đó. Cái đi tới Chăm Ba diễn á, để cái tivi là chiếu là cái vở kịch đó là tình cờ lúc đó em mới nhớ là à thì ra có gặp ông này trước đó một năm rồi là không ưa rồi đã ghét rồi. Bây giờ vô nhóm diễn chung nữa. Rồi ghét nữa. Sao mà từ ghét mà thành để ý nhau và thương nhau? Ngày xưa lúc mới vô diễn nhóm anh Trâm á, ba mẹ của ông cũng lên phụ Nụ Cười Mới, làm này làm kia. Thì thấy ông đối xử, cách đối xử với ba mẹ, đối xử với ba mẹ thì rất là có hiếu, rất là lo cho ba mẹ chu đáo lắm. Thành thử ra từ đó rồi em cảm nhận lại là hình như là mình đánh giá về con người này bị sai rồi. Không có như mình nghĩ. Rồi xuống. Chúc mừng. À. Dạ. Rồi. Đó, rồi từ đó em mới thay đổi cách nhìn, thay đổi cái quan điểm của mình, thử tìm hiểu ổng coi làm sao, thử tiếp xúc nhiều, nói chuyện nhiều nữa coi làm sao. Thì khi nói chuyện nhiều thì thấy thì ổng cũng dễ thương, ổng được nhiều đồng nghiệp, nhiều anh chị em trong nghề quý lắm. Hoàng á, Hoàng gặp Trâm á, Hoàng có thích liền không? Gái đẹp mà cô thì đàn ông mới đầu nhìn cũng khoái khoái cô. Đó xong cũng đi diễn cái tiểu phẩm Nụ Hôn. Có hôn nhau nhưng mà cái hôn đó là chỉ là hôn theo kỹ thuật của cô để đây nè cô. Đó, thấy khán giả vỗ tay. Xong cái này không phải con đề nghị cho cô. Ấy đề nghị. Nếu mà bây giờ mình bỏ tay ra mà mình hôn thiệt để mình coi cái cảm giác nó sao được không anh? Ủi, phải liền đúng không? Nghe đề nghị phải liền đúng không? Chơi liền. Trời ơi, gái đẹp đề nghị mà. Làm cái khán giả vỗ tay quá trời. Được bên gala bầu chọn là nụ hôn nóng bỏng nhất trong gala. Cái lúc mà Trâm nó khi mà rút cái tay ra hôn á, cái cảm giác của con nó là sao? Dạ nổi da gà cô. Đã đúng không? Dạ. Trâm sao? Cảm giác Trâm. Không, em thì bình thường không có cảm giác gì á. Trời ơi. Trời ơi. Ủa giờ mới biết luôn hả? Thì về có cảm giác nhớ nhung chọc Đại Ngọc Trâm không? Thì cũng chưa đâu. Tại vì một đêm đâu phải diễn một suất đâu. Đúng nhiều rồi. Khi chạy 4 năm suất mà hung thiệt 4 năm lần luôn á. Thì lúc đó làm sao? 12 lần. Hung 12 lần. Một đêm hả? Đêm tối. Thì mấy lần mà diễn ngay lễ tình nhân 14 tháng 2 rồi đó. Em thì trong lúc diễn thì em không có cảm nhận cái điều đó, em thấy rất là bình thường. Tại vì mình diễn mà quan trọng là cái hiệu ứng khán giả vỗ tay càng nhiều là mày là nghe. Em... Bạn nghe chưa Hoàng? Nghe rồi Thuận à. Sao tự nhiên mà hỏi được đi định đốt nhà người ta vậy? Khùng quá. Ủa, mà thiệt hả? Thiệt.
Đến bao lâu thì Quang mới tỏ tình với Đàn 100? Tới khi mà là ổng ôm hôn em ngoài hôn rùa, là lúc đó cái nụ hôn đó em mới cảm giác là nó. Nhưng mà có trước tình đó là Hoàng nó cũng đã tỏ tình với nói em rồi đúng không? Dạ không phải, cũng có chứ. Nhưng mà chỉ là nắm tay rồi đi chơi, ngồi sau xe rồi ôm ổng thôi, chứ không có một cái nụ hôn nào mà thực sự là làm cho em cảm thấy cái đó là tình yêu. Mà lúc đó mấy giờ? Cũng khuya, cũng phải 12 giờ mấy một. Mà sao mà từ con gan như vậy con phóng vô lần hôn nhỏ. Cơ hội ngàn năm có một mà cô. Mẹ vợ cũng bán cũng trễ đó cô. Tại vì cô cũng... Mẹ vợ thương lắm đúng không? Đi nhậu cô hồi đó mà sinh viên chở để về. Rồi này lên lầu con ra con nói cặp kẹ kẹ với mẹ à. Cô Thảo, con là con nói cô rồi, cô cứ yên tâm chăm đi diễn với lại anh Lộc với anh Long với con, rồi cô cứ yên tâm không chuyện gì xảy ra đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra con sẽ là người nói cô đầu tiên. Con cặp cổ đi đó, cho nên là sau đó thì miễn sao là đưa về nhà thôi rồi yên tâm rồi không bị sức mẻ sức đầu mẻ chán rồi. Là mẹ Thảo phải yên tâm liền đó, cho nên là thừa cơ hội thì hung thôi. Ê Hoàng dưới dâm, tôi hỏi thiệt này nha, hai bạn á, hồi xưa là đi diễn chứ anh Trâm á, anh Hữu Lộc á đi diễn là không phải là diễn ở thành phố mà thường xuyên đi show tỉnh đúng không? Rồi lúc đó hai đứa có khi nào mà ở chung phòng với nhau không? Có anh Trâm thì anh cho ở một cái phòng, gái thì ở phòng riêng, phòng ba anh em là ở phòng nhưng riêng. Mà hai bạn có đi chung với nhau đi xa không á? Mệt lắm này, nó rà nhiều đi đó, xa nó... đi xa đó quá sớm cái gì nó là hỏi những cái chuyện riêng á, tự phòng riêng hả? Trời ơi dạ cô, ai cũng nghĩ cũng như ổng cái gì á. Nói nghe nè Hoàng với Trâm, cái lần đầu tiên á, lần tiên sao nó sao nó bị đặt ra ở tỉnh là không có chuyện đó rồi đó. Không thể được, là bởi vì thứ nhất là chị đi diễn đi du lịch xa, du lịch xa dĩ nhiên cũng làm gì làm chứ ông nào. Hai bạn cái đêm đầu tiên đến với nhau như thế nào? Trời tự nhiên trời ơi tự nhiên vô xấu bỏ ngạch gì ông nội hai đó nó tắm cái đó không thích mới là lạ đó. Rồi sao cái đêm đó có lãng mạn không? Cũng ok. Nói chung là cả hai đều biết hết đó cô, là tự nguyện luôn đúng không? Là tự nguyện hai đứa tự dụ nhau đó, đó vậy được ở Sài Gòn đúng không? Ở Sài Gòn chứ không lẽ ở đâu mà buổi sáng không? Không ai làm chuyện đó buổi sáng hết đó bạn. Bây giờ thứ gì là để cái gì là buổi sáng hả? Buổi sáng đó mà hay quá không ai dụ ai. Nhưng mà biết có một thời điểm mà hai đứa giận nhau nè đúng dạ, không? Dạ. Thời điểm giận nhau mà hơi bị dài luôn. Dạ đúng dạ. Rồi giận đã... nhau gần một năm luôn. Trước khi cưới, đợt đó em chia tay xong là em xin nghỉ nhóm chung luôn. Không làm nữa, tại sợ mà không làm nữa dính nữa. Chứ là không muốn gặp mặt. Dạ. Rồi cái khoảng gần năm sau cái anh Trâm điện thoại, anh Trâm kêu thôi Trâm ơi giúp anh đi, anh thiếu đào quá, giúp anh đi cái tour tỉnh đợt này. Là đi nguyên một dính dọc. Lại. Dính lại. Ê Hoàng Hoàng, cái thời gian đó bạn sao? Không có thằng đàn ông nào mà chia tay mà vui cười hớn hở. Không phải lúc đó buồn chứ không cô. Lúc đó bạn cảm nghĩ như thế nào khi mất Trâm? Thì buồn. Cô con mà buồn, con không bao giờ tìm cái rượu bia hết. Con mà buồn là con chỉ có nghe nhạc, đi mua phim về nhà coi. Con đi mua phim về mà nói bà này, bà nói là sau này khi mà mày chết đi á thì tao không cần bỏ trà trấu cái gì mà để ám mùi cô hiểu không? Tao chỉ cần nhét hết tất cả phim vô là bảo đảm cái mùi của trong cái phim á là ám hết mùi đó luôn, là chèn hòm đó là mày yên tâm. Nhưng mà nguyên nhân tại sao mà chia tay? Đơn giản cô, nói chung là con biết ức chế chuyện gì. Trời ơi đơn giản, chia tay đơn giản thì tôi bị khùng mà chia tay đơn giản. Tức nước dở bờ lại chuyện gì nào cô? Diễn xong về ghé vô ăn, không mà kêu một cái lẩu, bà này mới thèm là heo quay. Trễ rồi, khuya mà trời mưa nữa cô. Thì con mới chợt nhớ là có một cái tiệm heo quay đậu nằm ở trên đường Đinh Tiên Hoàng hay cái cầu của cô. Vừa tới nói không xa lắm. Là trên trời mưa là con đi tới đó mua sống lòng hứng hở về tới nơi mặt chủ ụ con không biết hiểu tại sao. Xong rồi bắt đầu thôi tôi anh chia tay đi, tôi muốn mệt mỏi quá rồi, anh con người anh nó kỳ cục quá. Nghe lời hết rồi xong rồi chia tay. Ủa, sao hiểu đó? Tại vì ổng không có hiểu ý em, mà em không có muốn ổng đi, mưa gió nguy hiểm nữa mà thôi, họ thèm bữa nay không ăn được thì mai ăn được, mà nhất quyết phải đi cho bằng được. Lẫy mà đó, giống như là mua đóng heo quay về dằn vô trong mặt đây mà cái đó không có nha. Cái đó con cô, cái đó là con thật sự
em muốn cho bà ăn. Bà là thèm cái món mà heo quay kho với lại cải chua. Lúc mà con quen với bà là con cũng hay thường làm món đó cho bà ăn. Bây giờ cưới nhau rồi có hai mặt con là con hết làm rồi. Có một cái miếng heo quay mà cái là hai đứa không hiểu nhau. Thật mà ra là trước đó có nhiều chuyện rồi. Dạ. Chàn ly á con rồi xong rồi. Tại sao ông này không hiểu mình, không nghe lời mình, ông cứ làm sao đâu á. Nói chung là bây giờ hai bạn là quá hạnh phúc rồi. Có trai, có gái đầy đủ. Bây giờ ở với nhau cũng đã mấy năm? Cưới 10 năm, quen 6 năm. Trâm, bây giờ cái tật xấu của bạn này á, nhiều không Trâm? Nhiều lắm, Bin ơi. Lúc yêu đẹp lắm, lãng dạ, mạn đúng đồ. Rồi, đẹp ở... lãng mạn lắm. Về không hiểu sao mà nằm kế bên là ban đêm ngáy mà ngáy. Banh phòng luôn, ngáy không ai ngủ. Banh nhà lòng nóc chợ luôn. Dạ. Bây giờ còn ngáy không? Còn một cái tật xấu rất là kinh dị luôn. Mà em không biết là tất cả những người đàn ông khác có hay không nha. Ngồi trong toilet một lần một tiếng mấy đồng hồ. Cái đó xấu đó. Mỗi lần ngồi xong đi ra em hỏi, ê mày làm như mày thích cái mùi toilet lắm không? Thích ngửi mùi lắm không? Mày mối rồi chiết xuất ra thành dầu thơm cho mày xịt nha. Mà sao kêu mày tao vậy? Ở nhà tụi em à, hay chọc. Bình thường kêu mày tao giỡn thì được nha. Mà gây lộn mà mày tao là không yên với em đâu. Có nghĩa là giống vợ chồng đậu á, dễ thương. Ông, ê mà ông ngồi toilet ông làm gì ông ngồi một tiếng chồng vậy? Hồi trước là đọc báo cô. Còn giờ lướt Facebook. Sau này Facebook. Độ khoảng năm hay năm nay thì không phải là Facebook nữa mà là chơi điện tử. Ngồi mà đến nỗi mà em trễ giờ quay luôn á, tại giọng. Chẳng hạn nói trễ giờ quay rồi. Không, ngồi im thì con có biết đâu, con cũng ngồi im luôn. Đó. Tâm cực kỳ. Có thêm cái tật nữa nè. Là thầy hay chối á. Hay cãi, nói cái gì ra là phải cãi cho mình đúng thì thôi. Hay lắm. Không phải cô, tại vì có những cái gì mà không phải. Thật ra đâu phải là mình sai hết đâu cô hiểu không? Khi mà bà nói thì cái chuyện đó là con sai đó. Nhưng mà để xảy ra cái chuyện đó thì trước đó là tại vì bạn vậy nè. Cho nên tôi mới bị vậy chứ đâu phải là tại gì đâu. Cũng thấy là ông hay cãi thiệt. Có thì có. Thì có là có rồi đúng không? Rồi, thì có. Hay cãi. Nó nhận nó cũng cãi đó. Thì có đó. Tại vì tôi có vậy đó. Không, Hoàng nó nổi tiếng là ăn mặc rất là chất, rất là sạch sẽ đúng không? Cho nên ở nhà anh ấy rất là ngăn nắp luôn. Không khê. Trời ơi, ở nhà là bài kinh khủng luôn nha. Thay cái quần cái áo nhiều khi em để cái sọt sẵn ở đó là chỉ có thay xong rồi quăng vô cái sọt thôi. Mà vẫn quăng ra ngoài đường. Nó rớt ra ngoài. Vẫn quăng ra ngoài đường. Cãi nữa. Đậu xa nó vậy rồi thì nó là... Đó, cho nó là thôi để lát nữa rồi mình có đi toilet gì mình đi ngang qua cái cửa lụm lên. Tại nó nằm ngay cửa thì mình lấy mình bỏ vô. Mình vừa quăng cái thì nó rớt ra ngoài. Xong rồi bỏ lên ngay trường hợp. Thôi không hề ha. Trời ơi, nhiều bữa đi làm tới tối khuya em về luôn em vẫn thấy cái quần cái áo nằm ở vậy đó. Tại vì nó không vô toilet đó. Nhiều khi ăn uống hay là làm cái gì dơ lấy khăn giấy lau tay lau mặt rồi xong thả tại chỗ luôn, không dục vô thùng rác. Hay hỏi nữa, cái gì cũng hỏi. Ủa, tại những, vì có những đó, cái mà đơn tại giản vì nó cũng nghĩ, hỏi nữa. Hay hỏi ở đây nó là vậy nè cô. Tại vì không bao giờ mà con làm mà bả sẽ đồng ý là chỗ đó là ok. Cho nên là con lương trước vụ đó cô hiểu không? Con phải hỏi. Đơn giản cô còn nói chuyện ngày hôm qua dọn nhà. Về cái kệ với lại cái tủ lạnh em hả? Tủ lạnh ra, quần áo. Tủ đựng quần áo ra. Ông khiêng năm cái cục này để qua bên chỗ cái tủ lạnh với lại cái kệ mà đựng thuốc cho tôi để bên đây đi. Kỳ lắm á, cái đó nó không vô luôn. Tí vậy ngay tầm nhìn mình coi tivi sao tự nhiên thấy nguyên đống đồ vậy? Để qua đi. Bà chị vợ ngồi kế bên. Chăm, cái đó chị thấy kỳ lắm á, nó không được đâu. Không có được. Dọn qua đi. Ok rồi xong dọn năm cục qua xong cái tự nhiên bà đứng giống như đứng giờ thôi dọn lại đi mà chính vì như vậy cô hiểu không, chính vì như vậy cứ mỗi lần làm bất cứ một cái chuyện gì trong gia đình là phải hỏi sẵn vậy con kể luôn đi, còn có cái tật xấu gì không, còn cái tật gì nữa ngoài cái tật đó, lì cô, lì rất lì. Có nghĩa là ví dụ như mình giận thì mình đã là vợ chồng mình yêu nhau tới nước này rồi, hai đứa con rồi, nhưng giận xong cái cho anh xin lỗi nha, im, tối ngủ ôm, tại người ta nói ôm là sẽ giải quyết ôm, gồng, không thọt vô được luôn á, đúng không? Không thọt vô được luôn cô. Đúng rồi, giờ thì kỳ quá, không nói chuyện, qua ngày hôm sau nói chuyện, nhắn tin, con không trả lời luôn, cái là nhắn tin lại, đã chán nhau rồi, thôi thì mình giải thoát cho nhau đi. Còn có con nhắn lại, cái gì vậy? Thì bảo với nó là ngày xưa lúc tôi quen ông, tôi yêu ông, mỗi lần tôi làm gì sai á là ông hay cũng như là lúc đó mình hay gọi là mình lì mặt, mình nói anh xin lỗi em gì chị, cái mặt dài á, dài cỡ nào được giờ con thấy
càng nhắn hình như là bả càng nói lại, mà chính vì cái càng nói lại thì sẽ con nghĩ là cảm giác nó sẽ cách xa nặng nề hơn. Chẳng thay giờ mình im lặng bình tĩnh mà lại nói chuyện, đúng không? Đúng chưa? Cái tập bệnh cô hay chia sẻ những điều buồn phiền lên Facebook. Bạn con đây là cô dám bảo đảm luôn, bạn con chắc chắn biết mình buồn thì chẳng hạn như là mình ghi một cái chữ gì đó nó ok, hôm nay tôi buồn, tại sao trên đời đối xử tôi như vậy là ok rồi. Không, con này buồn rất ngộ, buồn mà vẫn phải lên mạng kiếm một cái hình để nó phù hợp. Phù hợp với nỗi buồn. Nhưng mà rảnh. Ủa vậy là sao ta? Ủa vậy là buồn hay là không buồn, hay là buồn có nội dung hay là buồn gì? Tôi muốn đi đâu đó thật xa, cái là có cái tấm hình, có con đường, có một con đường xa, có một người đeo cái ba lô quẩy mà đứng xa thiệt xa, mà cách tìm cũng dữ lắm. Thôi nói mà cái thời gian mà tìm mấy tấm hình đó là hết là buồn, buồn rồi, bớt buồn rồi, thì là bớt buồn rồi mà vẫn để một cái ta tết buồn. Diễn viên mà, thì mỗi lần bà này buồn là đây ông này là vô nhắn tin gì mày thôi, bà Liên vợ bạn không, ủa gì vậy anh sao để chuyện đó. Trấn Thành, Kiều Minh Tuấn, chị Phượng. Ê mày, mày đừng làm như vậy, có một con vợ mà như con trăm là khó lắm nha. Chửi nữa. Ủa chứ, giống như là, em xin lỗi với chết mẹ, mày làm gì vậy trời? Mong muốn một điều thay đổi duy nhất, con mong là Trâm thay đổi cái gì? Bà này chỉ đừng có suy nghĩ tiêu cực nữa. Tại vì bà ấy suy nghĩ là, tôi sinh ra trên cõi đời này là tôi sai. Số tôi là số sinh ra là không đúng. Tôi mang lại cái xui xẻo cho ông. Cho nên là tôi cảm giác như tôi là người có lỗi với ông. Trời đất. Đó, sao tiêu cực dữ vậy? Dạ, sao cố thiệt mà cố. Bà đã từng nói là bà nghĩ tới chuyện tự tử luôn á. Dạ. Cả nghĩ quá đó. Không không, theo mình nghĩ thì có khi nào Trâm đang rơi vào cái trường hợp trong cái giai đoạn là bị nó gần như là trầm cảm. Mới đây thôi. Là trước đó nhiều lắm rồi cô. Bao lâu? Lâu lắm đó cô. Ngay cả lúc mà mang thai đứa thứ nhất cũng vậy. Sau đó tất cả những công việc làm ăn thì bà cứ cảm giác như nó không được trôi chảy. Thì bà cứ nghĩ là tại vì bà làm cái gì cũng sai. Bao bỏ giờ cái tư tưởng nó đi. Đúng rồi. Đúng rồi, tại vì phải bôi, phải xóa, phải delete ngay và liền. Em cũng đang cố gắng làm cái điều đó. Ủa, Trâm rồi Trâm có muốn hoàn thay đổi gì không? Không, con giờ hoàn thiện rồi. Đỉnh. Không, mới gần đây thôi. Mới gần đây, cách đây chừng khoảng gần năm á. Đỡ được chút, chứ trước đây là cũng còn vô tư, vô tâm lắm. Bây giờ ở trong nhà của hai đứa, đứa nào là trụ cột? Quán Xuyến là trụ cột đúng không? Đây. Thì con là trụ cột của gia đình. Trách nhiệm con gánh nó nặng lắm. Trong đó là có hai đứa con. Rồi có một chồng mà tính tình rất là vui vẻ, rất là vô tư. Có nhiều khi nó vô tư nữa. Thì sao? Trong cuộc đời có những cái lúc nó không đúng ý mình, thì thành ra là nó gần như nó không phải trầm cảm mà nó bị gì nè, nó bị hơi bất đắc chí một chút xíu. Đó là những cái suy nghĩ mà của rất nhiều người, chứ không phải một mình Trâm suy nghĩ đâu. Con gạt bỏ cái đó đi, tại vì con càng nghĩ cái đó thì con sẽ càng bị áp lực. Đúng rồi, đúng nhiều vậy. Người bị lắm, chỉ có điều người ta nói ra hay không nói ra, mình biết hay không biết thôi, chứ ai cũng bị hết trơn trời đó. Chúc cho hai bạn luôn luôn hạnh phúc và sẽ có thật nhiều điều may mắn đến với gia đình của hai bạn. Ông bơi như cá vậy? Dạ, sau 5 ngày. Chưa? Mà trước đó làm không biết bơi đó. Dạ không biết bơi hoàn trước toàn. Trước rồi chị phải gặp ông thầy em thôi. Thầy em đi Mỹ rồi chị. Thầy em qua Mỹ thôi. Cuộc đời chị dính em chị, dạy không được, biết em bơi dạy luôn. Được. Chị... Em cũng không quan tâm kiếp đâu. Đẹp quá, hút hồn em có em nhìn thôi. Tất cả mọi di chuyển của em nhìn hết. Wow. Say mới anh, từ cái đẹp nhìn đầu tiên. Ba mẹ vợ em ra. Tiếp nói chung chào em mới lại giống như là xách cho con cái này hay chủ bước xuống thềm cẩn thận nha. Em cảm thấy sao mà cuộc đời em hạnh phúc quá. Lần đầu tiên về nhà mà được đón nhận và trong cái sự yêu thương như vậy. Thật sự em rất là cảm ơn gia đình vợ em và vợ em rất là nhiều. Tiếp theo, gặp lại bạn cũ nha. Ồ, nhanh lắm. Thân thủ người ta rất nhanh nha chị. Chào em. Chào chị. Chào cưng. Em chào chị. Em mới gặp đó chị. Mới gặp hai người họ gõ cửa thăm nhà, ăn cơm luôn. Nhưng mà lúc đó người ta chưa có được như vậy. Gõ cửa thăm nhà xong là cưới nhau luôn đó chị. Ồ vậy đó hả cưng? Trời ơi chúc mừng. Vậy là mới đây hả? Dạ mới đây thôi chị. Và bây giờ xin mời hai bạn giới thiệu về mình.
Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và khán giả xem đài. Em tên là Nguyễn Hồng Lợi. Em đến đây với vợ em là nhà thiết kế Phan Tường Nghĩa. Xin chào hai anh chị. Trời ơi, Lợi là vận động viên bơi lội đúng không? Kinh ngư đó chị. Lợi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 33 tuổi. Dạ, tới em. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Tường Nghĩa, hiện là nhà thiết kế. Em 27 tuổi. 27 tuổi. Lần đầu tiên Lợi và Tường Nghĩa là lần đầu tiên hai bạn lại gặp nhau trong một cái dịp nào và ấn tượng gì về nhau? Cái này em để cho vợ em nói trước về gặp nhau đi ha. Hai vợ chồng em gặp nhau vào tháng 9 năm 2018, lần đầu tiên tại một cái triển lãm áo dài, thì em với vai trò là nhà thiết kế, còn chồng em là ngày hôm đó là được mời làm người mẫu. Dạ. Có nghĩa là hôm đó là bạn mặc đồ của em thiết kế đúng không? Của một nghệ sĩ khác thiết kế. À vậy hả? Là em ấn tượng liền với chồng em luôn. Dạ, ấn tượng thôi chứ lúc đó chưa có gì hết. Nhưng mà ấn tượng đó là giống như là ngưỡng mộ này cái nọ. Dạ, đúng không? Rồi. Lúc đó thì gọi gì sao ạ? Buổi triển lãm là buổi chiều. Rồi là buổi sáng em đến trước, em rảnh mà, em ngồi trong hội trường thì em nhìn ra cửa thì em thấy vợ em từ xa bước vô, em nhìn á, wow, bé này đẹp quá ta. Thấy nó sẽ đẹp, anh là Liên thấy đẹp rồi. Cái xong em suy nghĩ là chắc không biết là đi theo ai phụ hay là như thế nào đó. Em cũng không quan tâm kiếp đâu, đẹp quá hút hồn em nhìn thôi, tất cả mọi di chuyển của em nhìn hết. Wow, say mê anh từ cái đẹp nhìn đầu tiên. Rồi bắt đầu cái chiều tối, bắt đầu cái em mặc áo dài và em mang chân giả. Thì em cũng đi diễn như mọi người, nhưng mà cái của em nó khó khăn hơn tại mang chân giả, mà đi chung thì cũng có mấy anh hỗ trợ kè em. Sau đó bắt đầu bữa trình diễn thì em ngồi em xem những cái bộ sưu tập, ban tổ chức ra giới thiệu từng nhà thiết kế, cái sau cái mà giới thiệu tên vợ em là nhà thiết kế lại tiêu nữa. Phan Nghĩa cái nhìn wow, nhà thiết kế ta. Bắt đầu cái em đi tiêu nữa không, em tiêu qua sản phẩm. Em tiêu qua những cái sản phẩm của vợ em làm. Thì ra là những cái bộ áo dài là của cô ấy làm. Thật sự thì em nhìn là em mê người rồi, bây giờ em nhìn sản phẩm mê sản phẩm nữa đó. Tại vì em là xuất thân là học trò của thầy Lê Sĩ Hoàng, em vẽ trên áo dài. Cái xong kinh nghiệm đúng cái nhịp, mình nhìn sản phẩm, mình nhìn người mẫu, mình nhìn nhà thiết kế đi, trời ơi, sao người đẹp mà làm sản phẩm đẹp quá. Tất cả bằng thủ công hết. May thêu vẽ kết cườm tất cả bằng thủ công hết, là bắt đầu từ đó em si mê rồi đó. Người đẹp mà còn tài giỏi nữa. Nhưng mà em có biết là bạn này bạn bị cú sét với em không? Em không có nghĩ gì hết. Đến bao giờ thì em mới biết? Thật ra là lúc mà set up trước khi mà vào chương trình đó là em đã thấy chồng em rồi, nhưng mà lúc đó là ngồi trước một cái bàn mà cái bàn đó là phủ hết, không có thấy cái chân. Em chỉ thấy rằng là anh này cực kỳ đẹp trai thôi. Nghĩa là ổng ngồi là nhìn thấy cái người ổng tự lên mà cái mặt ổng đẹp trai chứ bộ. Lúc đó là em không đeo kính, em ngồi vậy nè, cứ ngồi nhìn đó. Em cứ lia, em cứ tia thôi. Mà đúng vợ mình mới đẹp mới tia nha. Mà cái mặt ổng rất là tây. Cái lúc mà Lợi lên biểu diễn đó, mà áo dài đó, lúc đó là Lợi mang chân giả. Chân giả thì em cũng không biết là Lợi là mang chân giả đúng không? Em biết, tại vì cái lúc rồi. mà anh ngồi trên bàn khoảng 10-15 phút sau là anh bước xuống, anh chụp hình. Thì lúc đó em lại ấn tượng bởi cái sự tự tin của chồng em. Cực kỳ tự tin luôn, mà đẹp năng trai, tạo dáng đồ, nhìn rất là có sức hút. Và lúc đó em đã biết chồng em là vận động viên mà gọi là kình ngư chưa? Là em thứ dữ chưa? Chưa biết. Em chưa biết luôn. Như sao? Vậy thì sau khi em biết được là ảnh lại có cái tài đó nữa thì sao? Ngay cái lúc đó thì em chỉ cảm thấy là quý mến cái người đàn ông này thôi. Tại vì quá là tài giỏi, rất là lạc quan và nghị lực. Chứ em cũng không nghĩ là sau này là chồng của em đâu. Lời có chủ động đến để mà xin số điện thoại để mà làm quen không? Dạ không anh. Lần đầu tiên khi gặp nhau rồi, bữa đó về em cũng nghĩ là chắc gặp nhau buổi sự kiện đó rồi thôi. Về bắt đầu cái chụp hình Facebook á anh, thì mình thấy chụp hình chung á, thì có bạn bè chung, mình thấy cô này bữa nè. Cái xong mình vô Facebook mình coi thôi, bạn bè em cũng úp hình lên rồi. Sau đó bắt đầu thấy em cũng úp hình thì thấy cô ấy like hình em. Rồi xong cái hai đứa like qua like lại. Nhưng mà chị rất là muốn biết cái cảm xúc của em á, là khi mà em biết bạn này là kình ngư á, trời ơi, tự nhiên chị ngưỡng mộ chứ sao. Chị không nghĩ sao mà Lợi có thể bơi đúng không? Thực sự luôn á. Nếu mà nói về cái cảm xúc mà gọi là mãnh liệt mà sau khi mà biết chồng em là một vận động viên mà nổi tiếng như vậy trong cái lĩnh vực bơi lội của khuyết tật, em phải kể đến là khi mà em đi tập cùng anh. Có nghĩa là khi mà xuống hồ thì chồng em y như một con cá vậy. Rái ca. Có nghĩa là ảnh xuống nước ảnh giống như được về với cái đúng là cá về với nước. Cá về với cá luôn. Em là không biết bơi. Chị em không biết vậy, bơi. Bởi vì chị rất ngưỡng mộ là vậy đó. Bây giờ nè, chị không biết bơi em ơi. Nè, rồi tới giờ phút này dần, em chị xin... chết đuối gần coi là mém chết đuối ba lần rồi. Cho nên giờ chị nhìn thấy nước nha, chị nói là một ngày chị chỉ tắm một lần thôi, không bao giờ tắm hai lần nha. Không xuống hồ bơi luôn đúng không?
Không, hồi bữa là không bao giờ xuống rồi. Bây giờ nghe nè, nghe câu chuyện về ngắn gọn thôi về bạn Hùng Lợi nè. Năm ngày là biết bơi. Trời ơi. Đúng không Lợi? Dạ đúng rồi. 5 ngày thôi là đã bơi như cá luôn. Và thậm chí là ông thầy ổng có như ổng bất ngờ. Thầy nhận thì sợ là thầy không nhận thôi. Tại vì một cái cơ thể như này có người ta thì bơi rồi. Sau 5 ngày là ổng bơi như cá vậy. Dạ sau 5 ngày. Chưa? Mà trước đó là em không biết bơi đó. Dạ không biết bơi hoàn thức toàn. Thôi chị phải gặp ông thầy em thôi. Thầy em đi Mỹ rồi chị. Dạ. Em qua Mỹ thôi. Cuộc đời chị dính em dạy được, em dạy được. Chồng em là có dạy cho Hoa hậu Khánh Vân luôn. Quay trở lại với cái chuyện sau khi các bạn biết nhau trên Facebook rồi âm thầm lén lút like qua like lại rồi chắc chắn là ông Lợi này phải dùng chiêu gì đó mới cua bạn này đúng không? Thả thính anh. Một ngày đẹp trời là cuối tuần em đi coi phim, đi coi phim với bạn em. Em vào rạp phim mà em coi lộn ngày. Để giờ đi vô đi về, mất thời gian nữa. Ngồi quán cà phê ngay đó luôn, suy nghĩ. Thôi móc mở Facebook ra, coi cái tấm hình nào mà mình ạt ạt á anh, up lên. Em đăng một status là trai đẹp bị lãng quên. Chúng tuần ai cũng đi chơi bù bịch thích chơi mà đăng vậy thôi. Khi mà em vừa đăng lên thì vợ em like đầu luôn. Like hình đầu tiên á, chà cái xong mình vui anh. Tim hợp bụp wow vui nhưng mà đâu dám biết nói những thứ từ từ đi. Chứ mình thấy người ta like, lỡ người ta vui thôi thì mình nhảy vô mình làm tấp thì người ta ngại sao. Em mới vô Facebook vậy em like lại. Bắt đầu hai đứa mới trò chuyện với nhau, mới hẹn nhau đi uống cà phê. Đến khi nào uống cả phê mấy lần thì em mới tỏ tình hả Lợi? Hai đứa em, hai vợ chồng em mà đều không tỏ tình. Tất cả đều là tự nhiên như hơi thở rồi đó. Cái là nghiễm nhiên là biết là mình thích nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Cái buổi hẹn hò đầu tiên đặc biệt lắm, để em kể cho. Chồng em hẹn với em là đi uống cà phê. Em là ở tận Bình Triệu. Mà do em nghĩ là chồng em như vậy nên là em kêu thôi được rồi, anh chọn cái quán cà phê nào mà ở gần chỗ anh á, em sẽ chạy tới. Em từ Bình Triệu đi về quận Nhất, tất cả các đèn em đi qua đều bật xanh hết. Em nhớ gần 10 cây số luôn á. Em lo make up sửa soạn, em thấy trễ giờ rồi, em mới nhắn cho anh cái tin là anh ơi em sorry anh nha, em sẽ tới trễ 15 phút. Cái anh kêu ok em. Coi như là bật đèn xanh. Từ nhà thờ Fatima anh mà đến Tôn Thất Tùng Lê Thị Riêng. Cháu có gần đâu anh. Đèn đỏ quá trời luôn mà đi đèn xanh không là em thấy là có cơ hội nhiều rồi đó. Thấy là tươi rồi đó. Có trễ không cưng? Dạ không. Tới nơi cái ngồi nói chuyện 3 tiếng đồng hồ. Giống như là quen biết từ trước rồi chứ. Mặc dù lần đầu tiên nói chuyện nhau. Nhưng mà phải có một cái mốc gì đó hoặc có một cái dấu ấn gì đó để gọi là coi như hợp thức, có nghĩa là hai đứa là chính thức là người yêu của nhau. Không luôn, cứ uống cà phê gặp nhau đi chơi rồi rảnh rỗi là vụ nhau trong công việc, chia sẻ nhau. Cái lúc nào nắm tay? Nắm tay hả? Mới khó à. Buổi hẹn thứ hai hay sao? Như là anh thì không nhớ, nhưng mà nắm tay thì vợ em nắm tay em trước, tại nắm tay này là dễ thương anh. Nhỏ nhỏ bé bé xinh dễ thương. Có nghĩa là nắm tay nhỏ. Dạ đúng rồi. Đúng không? Rồi khi nào thì Lợi mới bắt đầu nắm tay rồi nhẹ lên má cô ấy? Chắc là một cái buổi cà phê cuối tuần nào đó, đại loại không nhớ. Tại giờ em đẹp em hung hoài em cũng không nhớ nữa. Đó, cái hôm đầu tiên á, phải nhớ hôm đầu tiên. Hôm đầu tiên hả? Hôm đầu tiên là ở đâu ta? Đi uống cà phê ăn cơm sườn đó. Đi uống cà phê ăn cơm sườn. Ở Bình Thạnh. Nước mắm không đó, mà hung luôn vậy đó. Thơm anh. Như vậy là cái hôm mà em quay cái chương trình mà gõ cửa thăm nhà. Đó là hai bạn là coi như là có báo tin cho em biết là sẽ cưới nhau. Lúc đó là đính hôn chưa? Tụi em một là đăng ký kết hôn tháng 6. Đính hôn là cuối tháng 7. Rồi tháng mấy thì cưới? Ngày 10 tháng 10 vừa rồi là vợ chồng em cưới. Vậy hả? Vợ chồng quá son luôn. Không đi được nè. Hai đứa lúc mà mới đến với nhau á, có gì khó khăn không? Có trở ngại, có cản trở gì không? Cái này để cho vợ em nói đi. Cái gì mà đi trái với quy luật á thì người ta thường sẽ để ý nhiều hơn. Hiển nhiên em cũng có nghe rất là nhiều những cái lời không hay, hay là những cái lời góp ý cũng từ những cái người bạn bè, người thân. Nhưng mà một cái điều rất là may mắn là gia đình em á thì đón nhận anh Lợi và yêu thương anh Lợi giống như là một thành viên trong gia đình vậy. Cái đó là cái quan trọng nhất là em đã có rồi, quá là may mắn luôn. Anh rất muốn biết cái lần đầu tiên mà em về nhà vợ đó, về ra mắt bên vợ đó, thì bên gia đình như thế nào? Lần đầu tiên thì em về nhà vợ em đó thì em cũng rất là vui là được mà Tết, mà dịp Tết mà vợ mình dắt mình về chơi, đó là chỉ là chưa có lấy nhau gì hết, chỉ là bạn bè thôi, cũng hồi hộp lắm anh. Tại vì mình là một chàng trai đặc biệt như thế này mà mình về nhà bạn gái mình dịp Tết nữa. Mình thì mình có thể chịu được những cái lời nói hay là như thế nào đó, nhưng mà không biết là có tiện cho gia đình họ hay không. Vợ em cũng động viên anh cứ về đi, mấy anh chị ở trong nhà anh cũng gặp hết rồi, thì bây giờ chỉ có ba mẹ em thôi. Thì lúc đó em về, trên đường em về thì em suy nghĩ rất là nhiều, rất là hồi hộp. Từ đó em chưa bao giờ hồi hộp. Em cũng gần tới nhà ra mới bình tĩnh. Khi mà chiếc xe vừa chạy tới nhà rồi đó thì là vợ em ra, với lại ba mẹ vợ em ra đó,
thì em cảm nhận rất là hạnh phúc, anh phải dùng từ là hạnh phúc luôn. Thực sự thì cảm giác như là một cái gia đình của mình, mà giống như em là một người xa quê về vậy đó. Ở xa trở về đó. Ba mẹ vợ em ra tiếp, nói chung chào em mới lại giống như là xách cho con cái này hay chủ cái bước xuống thềm cẩn thận nha. Em cảm thấy sao mà cuộc đời em hạnh phúc quá, lần đầu tiên về nhà mà được đón nhận và trong cái sự yêu thương như vậy. Thật sự em rất là cảm ơn gia đình vợ em và vợ em rất là nhiều. Rồi cưới nhau vui không? Mới đây mới bắt đầu về nhau vui không? Thấy nó có tại khác gì lúc yêu không? Vì... bây giờ là lại với nghĩa là ở bên nhà má ba là... Dạ đúng rồi, bên ở nhà má ba. Mà hôm anh ghé thăm. Anh ghé đó, nhà đó là nhà đó. Đúng là rồi. Nhà má ba là bên chồng hay bên vợ? Bên chồng. À có nghĩa là... Ủa sao lại gọi là má ba? Tại vì má em ở trong nhà là người thứ... Má nuôi em là làng thứ ba. Trước má em là có một bác nữa. Rồi tới má em. Đó. Má ba là má nuôi của má nuôi. Má nuôi. Còn má ruột em là Út. Ủa vậy là hai đứa ở nhà má ba chứ không ở nhà má Út? Dạ không. Dạ không. Ủa vậy chứ má Út ở đâu? Dạ má Út cũng gần đó thôi. Nhưng mà lại ở nhà má ba. Dạ đúng rồi. Má ba nuôi em từ nhỏ. Nuôi... À, lúc còn bạn rồi. Hay lắm chị ơi. Ly kỳ lắm chị. Muốn biết mà nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, hãy đến với chương trình gõ cửa thăm nhà. Gõ cửa thăm nhà. Gõ vào kinh ngư. Hôm nay tôi về. Tôi sẽ gõ ngay và liền luôn. Hay lắm. Rồi má ba cưng đứa nào hơn? Trước đó thì cưng em, mà giờ em đem vợ em về nữa. Giờ thằng con về. Bây giờ là cưng hai đứa luôn. Em là quá là gọi là may mắn luôn á. Vợ vừa đẹp nè. Giỏi nè, gia đình vợ lại yêu thương em như vậy, rồi lại có bà má ba quá đáng yêu coi như bây giờ là nhưng mà nó nghe nè, chắc để mà rủ được bạn ấy về nhà đó, em cũng rủ bạn ấy nhiều lần rồi. Lúc mới quen chồng em được khoảng 4-5 tháng là lúc đó tới Tết thì em rủ, nhưng mà lúc đó ảnh, em nghĩ là ảnh có nhiều cái lý do để mà anh không về. Đúng rồi, còn lo lắng, còn suy nghĩ cũng ngại chứ em ha. Rồi. Nãy bạn có tâm sự đó là chưa bao giờ mà bạn bị đắn đo đến cái mức như vậy ở cái lần mà về quê đầu tiên. Nói nghe nè, mê chồng lắm hả? Mê chồng lắm ạ. Mê không? Bây giờ mà em vẫn còn si mê ảnh. Nghĩa là cưới rồi mà vẫn cứ như là đang hẹn hò. Nhưng mà nó nghe nè, sau khi cưới về rồi đó nghe, cái cuộc sống của hai vợ chồng mới đây thôi thì nó có khác gì so với cuộc sống trước đây không? Tụi em thì nếu mà từ lúc đăng ký giấy tới giờ là đã nửa năm rồi, nhưng mà mới chính thức là về chung một nhà đây thôi. Sau khi mà làm đám cưới á, thì em cảm thấy là mình hạnh phúc hơn. Cái hạnh phúc của mình nó lớn hơn. Đúng tại rồi. Vì được tất cả gia đình hai bên và bạn bè, người thân công nhận và chứng kiến những cái giây phút long trọng nhất của cuộc đời ấy. Và em thấy yêu thương chồng em nhiều hơn. Vậy là cái cặp này chắc không có cái phần thứ nhì quá. Không có tật xấu hay sao? Cái phần tật xấu đó chắc không có cái để kể quá. Đang nhưng mà không, tôi không tin trên đời này là con người sinh ra là không có tật xấu. Giờ anh hỏi Nghĩa trước đi. Giờ bạn Lợi này nè, cưới về rồi bạn có lòi cái tật xấu gì ra? Em nói chắc không ai tin đâu. Anh tin, anh với chị Vân tin. Anh thật ra thì những cái tật xấu của anh á, em chấp nhận ngay từ đầu. Tại vì ngay khiếm khuyết như vậy em còn chấp nhận được mà những cái tật xấu là cái gì hết á. Mà phải kể mà có chút chứ. Cái hồi mà lúc em mới quen á thì anh xuyên chơi game hơn, mê chơi game hơn. Bây giờ thì đỡ hơn rất là nhiều rồi. Rồi coi như tự xấu tự hết luôn, bây giờ không gì đâu nói. Không, nhưng mà có một cái xấu nè. Chồng em á hơi nóng tính, em cũng đã khuyên nhủ rất là nhiều lần rồi. Cố gắng khi mà mình bất cứ trong một cái sự việc nào đó cũng phải bình tĩnh, chứ đừng có nóng vội. Cái điều đó sẽ làm cho cuộc sống của mình nó căng thẳng hơn rất là nhiều. Vậy thôi vậy. Mà từ bữa giờ là cưới nhau về rồi, ổng có nóng tính với em không? Nóng tính với người ngoài chứ chưa bao giờ mà khó chịu gì với em hết. Còn em, Lợi, bên này có tật xấu gì không? Dạ thì giờ em cũng có tật xấu là lâu lâu hay nặng mụn sản. Nặng mụn bả? Không, nặng em. Sản mặt này, cái da này thì đó, có mụn đâu. Nhưng mà giờ em thích, đang ngồi cái... À, đau. Từ từ đi, để anh nói chuẩn bị để em hãy nặng nha không? Vậy đó. Từ từ, viên nặng mụn vậy hả? Em không biết, chắc là cái bệnh từ từ hết rồi. Đó là vậy thôi vậy. Đó, còn không có một cái xấu gì nữa. Dạ không, thật sự. Trời thì, ơi, cái cặp này thiệt á, làm vậy mà cái anh chi mắt, thiệt á. Để cái phần mắt chương trình đó. Tôi hết trơn hết trọi rồi. Rồi bây giờ là chắc có mong muốn thay đổi gì không? Dạ, thật sự nữa, thì có xấu gì đâu.
mong muốn mong muốn bớt nặng mụn lên. Không, cũng có những cái mong muốn đó chị. Đâu em mong đi. Muốn gì nè? Những gì cái gì mà ảnh chưa hoàn thiện được thì bây giờ ảnh cũng đã hoàn thiện hơn rất là nhiều rồi. Em cũng chỉ hy vọng là thể hiện tình cảm với vợ nhiều hơn một chút. Bản thân em không phải là người lãng mạn. Nếu mà chồng em á mà mua một cái bó hoa mà 99 bông mà cầm tới là em không vui đâu. Đối với em chỉ cần một bông hồng thôi. Hoặc là chỉ cần biết vợ thích cái đó, không cần bất cứ một ngày lễ nào hết á để dành tiền dẫn vợ đi mua là đối với em như vậy là tuyệt vời. Trời ơi, chị còn đơn giản hơn em luôn. Chị chỉ cần chồng chị tặng chị trái ổi thôi là chị vui. Anh Vũ rồi đúng không? Chị thích ăn ổi đó, em biết không? Nói vậy đó. Ông Tuấn Anh không đi đâu cũng mua ổi. Hai vợ chồng Ngân Đan cũng hỏi luôn là có những cái dự tính gì trong tương lai hay không? Kế hoạch gần thì hy vọng là sang năm tụi em sẽ có baby. À là mong baby đúng không? Dạ. Trời đúng nghề của anh Viên. Đúng ổ luôn. Sẵn đây bỏ qua cái phần mong muốn thay đổi đi. Có xe có khuyên bảo gì không? Không. Trời ơi cái cặp này là vô luôn quá đúng hoàn thiện. Rồi. Em chúc liền cho chị. Anh cũng chúc cho hai vợ chồng em nha. Sẽ luôn luôn yêu thương nhau. Đã yêu thương rồi thì sẽ yêu thương nhiều hơn nữa nha. Qua năm sau công việc hai vợ chồng kết hợp với nhau sẽ thuận lợi. Và đặc biệt tháng 3 năm sau bác sĩ báo tin vui. Cuối năm sau hai em sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình của hai em. Trời ơi. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Có là báo liền nha.